Trong không khí của những ngày tháng 3 lịch sử, cùng với tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng của đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng lứa thế hệ đội viên ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của đoàn. Trong không khí trang nghiêm, 37 em đội viên ưu tú của trường Trung học cơ sở Hoàng Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ngập tràn cảm xúc tự hào khi được trưởng thành đội và kết nạp vào hàng ngũ của đoàn, trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt, địa điểm được chọn để tổ chức kết nạp đoàn viên mới là nhà trưng bày Hoàng Sa, một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống, lòng yêu nước của nhân dân Đà Nẵng, càng khiến cho buổi lễ thêm phần trang trọng, xúc động. Thấy rất là vui, rất là xúc động khi mà bây giờ là em đã thay cái khăn quàng trên ngực của mình đã thành một cái huy hiệu, và giờ đây thì em sẽ có một cái sự trưởng thành bên trong em, cũng như là em sẽ cố gắng hơn, tự cảm thấy em thấy em cố gắng hơn trong học tập. Đứng vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì em cảm thấy là rất vui mừng và vinh dự khi được làm một đoàn viên ạ. Em sẽ cố gắng trau dồi, phát huy và cố gắng học tập để có thể xứng đáng là một đoàn viên ưu tú và góp phần xây dựng đất nước. Ngay sau lễ kết nạp, các đoàn viên mới được tham quan, tìm hiểu lịch sử tại nhà trưng bày Hoàng Sa, qua đó vun đắp lòng tự hào dân tộc và khát vọng học tập, cống hiến. Quận đoàn cũng như là đoàn phường cũng mong muốn là giáo dục cái lý tưởng cách mạng cho các em đội viên, qua đó là cũng khơi dậy cái tinh thần yêu nước cho các bạn, cũng như tiếp nối cái truyền thống hào hùng của cha ông đi trước cũng đã giữ đất nước. Và đặc biệt là đối với tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa thì các em sẽ tìm hiểu về cái lịch sử, cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, qua đó thì các em sẽ tiếp tục phát huy được cái lòng yêu nước. Có thể nói chăm lo cho thanh thiếu nhi, bồi dưỡng lớp đội viên chăm ngoan học giỏi, năng động sáng tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố quan tâm. Thông qua nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa, linh động trong bối cảnh mới, Đoàn Thanh niên địa phương đã tuyên truyền một cách hiệu quả cho thiếu nhi và các thế hệ đội viên về truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn, khơi dậy cho các em niềm tự hào để ra sức phấn đấu, tiến bước lên đoàn.